Cô chào các em. Hôm nay cô và các em cùng học bài đạo đức, chia sẻ vui buồn cùng bạn. Bây giờ cô mời các em khởi động qua một bài hát nhé. Tranh vẽ cô giáo và các bạn học sinh. Cô giáo nói với cả lớp về hoàn cảnh của bạn Ân và hỏi ý kiến của lớp cần làm gì để giúp bạn ấy. Cô mời các em cùng với cô đi vào bài tập 1 xử lý tình huống. Đã 2 ngày nay các bạn học sinh lớp 3B không thấy bạn Ân đến lớp. Đến giờ sinh hoạt của lớp, cô giáo buồn rầu báo tin. Như các em đã biết, mẹ bạn Ân lớp ta ốm đã lâu. Nay bố bạn lại mới bị tai nạn giao thông. Hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn. Chúng ta cần phải làm gì để giúp đỡ gia đình bạn Ân vượt qua khó khăn này? Nếu em là bạn cùng lớp với Ân, em sẽ làm gì để an ủi giúp đỡ bạn? Vì sao? Bây giờ cô có ý kiến là khi bạn có chuyện buồn, em cần động viên, an ủi bạn hoặc giúp đỡ bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng, như giúp bạn chép bài nè, giảng lại bài cho bạn nếu bạn phản kiểm học, hoặc mình giúp bạn làm một số việc nhà. Các em có đồng ý với ý kiến của cô không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bài tập 2. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Tình huống 1, khi bạn em có chuyện vui, như khi bạn được điểm tốt hoặc khi bạn làm được một việc tốt. Tình huống thứ 2, khi bạn em có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn hoạn nạn, như khi bạn bị ngã đau nè, ốm mệt, hoặc khi bạn gặp khó khăn trong học tập. Các em hãy suy nghĩ một phút nhé. Bây giờ cô nhận thấy là khi bạn, trong tình huống 1 là khi bạn có chuyện vui thì em sẽ chúc mừng, vui chung cùng bạn. Với tình huống thứ 2 thì khi bạn có chuyện buồn, em an ủi, động viên và giúp bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng. Các em có đồng ý với ý kiến ở hai tình huống này không? Nếu như các em đồng ý thì bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu bài tập 3
là mình sẽ bày tỏ thái độ với tấm thẻ tán thành màu đỏ và tấm thẻ không tán thành màu xanh. Cô và các em cùng đọc qua các ý sau đây nhé. Ý A, chia sẻ vui buồn cùng bạn, làm cho tình bạn thêm thân thiết gắn bó. Ý B, niềm vui, nỗi buồn là của riêng mỗi người, không nên chia sẻ với ai. Ý C, niềm vui sẽ được nhân đôi, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ. Ý D, người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè thì không phải là người bạn tốt. Ý D, trẻ em có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Ý E, phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn là vi phạm quyền trẻ em. Bây giờ cô và các bạn cùng bày tỏ thái độ trong từng ý một nhé. A, chia sẻ vui buồn cùng bạn, làm cho tình bạn thêm thân thiết gắn bó. Chúng ta tán thành hay không tán thành? À, tán thành nha các bạn. Ý B, niềm vui nỗi buồn là của riêng mỗi người, không nên chia sẻ với ai. Theo các bạn thì tán thành hay không tán thành? À, không tán thành nha các em. Vì niềm vui nỗi buồn là của riêng mỗi người, mình nên chia sẻ các bạn ạ, để mình bớt đi nỗi buồn và mình tăng lên niềm vui nhé. Còn ý C, niềm vui sẽ được nhân đôi, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ. Các em tán thành hay không tán thành? À, tán thành nhé. Ý D, người không quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của bạn bè thì không phải là người bạn tốt. Chúng ta cùng tán thành. Ý D, trẻ em có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vậy chúng ta sẽ tán thành nha các em. Ý E, phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn là vi phạm quyền trẻ em. Vậy thì chúng ta cũng tán thành. Như vậy cô và các em cùng bày tỏ thái độ với những ý rồi. Bây giờ chúng ta phải nhớ một điều rằng niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ. Đó là ghi nhớ của bài đạo đức hôm nay, chia sẻ vui buồn cùng bạn. Bây giờ cô và các bạn cùng quan sát bốn bức tranh sau đây. Ở trên cùng bên tay trái là một bức tranh vẽ hình một bạn trai được điểm 10 của môn học và được cô giáo khen ngợi. Thế thì các bạn cùng học chung lớp với bạn ấy sẽ cảm thấy thế nào? Vui mừng với bạn và chia vui với bạn. Còn bên tay phải thì một bạn gái đang ôm một bó hoa. Bạn ấy mới đạt được một thành tích tốt trong học tập hoặc trong phong trào của trường, của lớp, nên các bạn xung quanh cũng vui mừng và chia vui với bạn. Còn ở phía dưới thì có bạn gái đang bị ốm. Bạn của bạn ấy đã đến thăm bạn ấy và hỏi thăm, chia sẻ niềm vui với bạn ấy và giúp đỡ bạn ấy để bạn ấy mau hết bệnh. Còn bên tay phải thì có một bạn trai đang cõng bạn mình là bị khuyết tật, có thể là bạn ấy bị yếu cơ chân nên không đi đến trường được, thì bạn trai đã giúp đỡ bạn để cùng đến trường với mình. Các bạn ơi, trong bốn bức tranh này thì chúng ta đã thấy rất rõ niềm vui mình sẽ được nhân lên và nỗi buồn sẽ vơi đi nếu mình được cảm thông và chia sẻ. Các bạn nhớ nhé, khi chúng ta có được niềm vui
mà chúng ta chia sẻ với bạn bè thì niềm vui của chúng ta cũng sẽ được nhân lên. Còn khi chúng ta có nỗi buồn, chúng ta cũng tâm sự với bạn và bạn bè của chúng ta cũng sẽ được cảm thông với chúng ta và chia sẻ nỗi buồn với chúng ta. Thì như vậy, nỗi buồn của chúng ta cũng sẽ vơi đi rất nhiều các bạn ạ. Các em ơi, trong cuộc sống, nếu chúng ta biết quan tâm đến mọi người xung quanh thì cuộc sống của chúng ta sẽ thêm hạnh phúc nhé. Vậy các em về nhà nhớ học thuộc ghi nhớ này nhé. Bây giờ bài học của chúng ta đã hết rồi. Cô xin thân ái chào các em. Chúc các em một ngày học tập thật tốt và có nhiều niềm vui hơn nhé.